Ba hỏi cho con đi ba. Cho chị một chiếc xe đạp bánh 20 in. 20 á. Không âm nhà mà không cần đến game cũng được. Ê nè, thằng này nè anh, thằng này mang nè. Không. Cho nó mang về nó tập được việc gì đâu anh. Em muốn mua xe bánh 20 in cho nó để nó về tự tập luôn. Dạ. Ý là sau này nó chạy ra quảng trường cùng với anh nó được luôn, chứ cái xe kia bánh nhỏ quá chạy không được. Vần mâm là bao nhiêu em? Vậy hả? Vần mâm là như nào là 1.800.000? Đâu đâu? Tâm nè, để tâm thôi. Ông anh, để đấy chị cho chị bao lựa đi, mất công em đi ra. Coi chó có đâu có cắn không nhá, sợ cho con á. Cho mẹ. Cho mẹ đi ra ngoài rồi, thôi đừng. Tôi đứng đây. Sợ chó cắn á. Đúng ạ. À đây, còn chiếc à không, này cũng vần mâm. Đâu, vần mâm như nào em? Vần lá đó. À, vậy hả? Có loại nào mà có cái dè sắt không em? Không, đây còn chiếc màu đen chị ạ. Cho để đấy chị vô lựa chứ thôi mà không em khân ra mà không lại. Màu đen màu xanh hai màu thôi. Cái vần mâm này là 1.800.000? 1.800.000. À, vậy hả? Xe của hãng nào em? Hitachi Hiệp Tân. Là xe Bình Dương à? Hàng lắp ráp thôi, em cũng rõ nó lắp đâu. Còn cái chiếc mà em đang cầm chiếc này ở đây màu đen à, là 1.500.000 1.550.000. Còn cái loại kia chiếc kia kìa, chiếc này là có lít tầng. Nếu không. Mà nhỏ vậy thì đừng chị không thích lít tầng đâu, mắt công nó lên lít xuống lít mệt lắm, giống như cuộn chôm mới cuối cùng tháo ra làm gì. Tôi thích cái nào con? Tôi màu là màu xanh với màu đen, con thích cái nào? Màu đen hả? Không, cái này là cái màu xanh lá cây mà. Đen á, đen màu cây màu xanh lá cây. Đen. Em muốn mua cái này nè, số này. Cái nào? Cái clip cái này. Clip cái tâm làm gì? Không được thì mình vô mình đổi màu khác đúng không? Đâu có gì đâu mà. Không, đừng đi lít tầng. Lít tầng lên xuống vất vả lắm ai. Lấy cái loại này rất đẹp này, rất chạy đấy. Thấy cái đó là người xe lớn mà anh. Đó, bản 24 là có ăn chung á. Đó. Cái này chính xác giá là nhiêu em? Chị có hỏi ở trên phố nhiều rồi á, nhưng mà người ta toàn là có 1.450.000 rồi sao? Nếu mà em 3.550.000 lắm, anh chị thích thì có thể đi mua lên phố thì nó rẻ hơn một tí. Nhưng mà em có tiền xe về. Hạ yên xuống được nữa không em? Được rồi, này được thêm một khúc được hạ yên. Rồi bớt cho chị 50 nha. Cái này bớt được tí nào mà? Đi, bớt đi. Bớt 50. Đâu, không em cũng đi hỏi mấy chỗ đâu, chỗ người ta toàn bán 1.500.000 không anh? Nói thì với em là không phải lần này đâu. Lại đấy. Không, em hỏi hàng này rồi.
Em ơi, chỉnh sửa dép cho chị đi. Dép đi em. Vặn lại hết lại, ốc vít này hạ yên thấp hết xuống cho chị với. Bây giờ nó không làm. Giờ vậy. Mẹ vẫn thích màu xanh kia hơn, màu xanh đặc biệt hơn, mà tôi thích màu xanh lá cây à. Màu xanh đi con. Không. Rồi kệ, rồi, nó chọn đi em xuống. Nóng tính quá rồi đó. Cậu bé tôi thích quá rồi con. Bà lấy kéo bà cắt lên. Cắt hết bọc mi lông gì cho con luôn. Không thích. Cửa hàng xe đẹp. Có mấy cái mắt. Có mấy cái chiếc nhỏ hơn nữa các bạn ạ. Đi lên nhà ăn tập con ơi. Em bơm lớp trước cho chị chưa? Rồi. Chị cứ tập đi thôi chứ. Giờ chống chân chưa vẫn. Ừ, về tập. Con bảo chân xuống cái chống có được không con? Đó, chống vậy á, vừa tới. Đau. À. Không. Này hạ thấp một chút nữa đi. Và chú bà cũng gọi là nó xuống cái khớp cho nó không chặt được. Cái phần nhỏ này nó chặt. Nó phải vào đâu to. À ba tiền nó tính đi tiền cục tiền nó mày đâu. Đâu, tiền của tôi đâu. Đây là tiền tiết kiệm của bé nha các bạn nha. Đó. Tiền để dành tiền đi xì Tết, chúc mừng năm mới. Bà lấy tiền chặn chắn nó thôi, còn tiền lẻ đưa đây mẹ phụ cho. Nhà ba nè. Ba. Ba cầm 500 này đi. Đây. 500. Nè. 300 nó là 800. Tiền em ơi. 8 rồi với lại 8 với 7. Tiền của bé để dành em nha, thông cảm nha. Tiền mà bé được lì xì á. Em đem không? 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, đưa 500 nữa. Tiền bé được lì xì nên em thông cảm. Em đi đổi tiền lẻ em được. Bé 10 là đúng không em? 10 là 1 triệu. Tiền lì xì á, không có gì ngại hết con ạ. Có gì đâu ngại đúng không? Lại đó xin nói anh em giúp cho tỷ đi đâu.
đủ chưa? Tiền lì xì của hắn á. Rồi. Yeah. Kết vào rồi mà lì xì được 3 triệu. Còn mua này còn dư 1 triệu rưỡi. Đâu đây nè, toàn là tiền 10.000 đó mà. Con nhà nghèo lì xì vậy thôi. Kệ, cứ gắt tiền là được đúng không? Ai nói nhà nghèo? Được không? Rồi, còn dư. Hai cô to. Rồi rồi. Rồi rồi. Rồi con lấy cái sợi thun con cột lại dưới đất nè. Dưới chân con nè. Rồi, cảm ơn nha. À. Rồi bye bye tất cả các bạn đi. Bye. Về nhà các bạn. Cua đi. Rồi cua. Rồi nhìn thẳng lại. Rồi đạp đi. Rồi con cứ đạp đi. Con cứ đạp đi. Nhìn trước đi. À, mua xe này mới chạy được chứ. Cứ tập dần dần là được hết mà. Cầm tay hai tay cầm thắng đi chứ. Thắng là đã thắng là con đừng có đạp nữa, hiểu không? Đúng rồi. Con bỏ hai cái tay là thắng á. Con mà thắng là con không có đạp nữa. Cua. Đi trước, tay đây này, hai tay bỏ thắng này. Vừa lái vừa bỏ thắng đó. Rồi chạy em chưa? Đạp. Con chân tông vào xe ô tô của bé. Rồi té. Nghiêm qua bên này nè. Yên được sau có cái gác đằng sau dễ xử lý cái này. Cái yên khó cầm một đầu lưng thua đồ luôn. Không sao, cứ từ từ. Con bình tĩnh từ từ mấy ngày là được liền đó mà. Dạ bù á bù á. Thôi. Xe vậy là lùn đấy chứ. Cao đi lên. À, chạy chung ngồi đây là lún. Đây à. Thôi đừng có hạ đây làm gì của em. Đạp. Con chung nha. Sao con thả bình thường rồi con đạp đi. Rồi đạp. Lúc nào nếu mà con gần dừng á là con phải bóp bóp thắng đừng đạp. Con mới đầu á, con đạp sẽ đạp á, con phải bỏ một chân xuống rồi tôi mới bắt đầu. Đúng rồi, bỏ một cái chân kia xong rồi mình tự đùn lên. Chân này dưới đất đấy. Bỏ một chân ở dưới đất. Rồi. Đủ chân này lên cho bây giờ phi lên. Đó. Ở đó. Té em. Đáp đi. Này, ông này ông cắn tôi nè. Ông này ông cắn tôi nè. Cái gì à? Cái gì à? Cái cục. Rồi. Ôi đồ lên sợ ít hết. Không sao hết. Không sao. Đúng rồi. Thì mới đi được. Không, cái chân trống kiểu vậy á. Rồi, cua bộ. Bye bye mọi người đi con. Bye bye. Làm gì á? Đúng rồi đó. Nào, bố đang nấu món gì đây? Món thịt vịt. Chúng ta chuẩn bị ăn món lẩu vịt nha các bạn nha. Đây tắm đây xong rồi ra nhừ là xong. Mẹ đi rửa rau đây.